Chết rồi Sang ơi, chết mày rồi, bây giờ làm sao đây? Chết rồi, chị Vi về là chết luôn. Sao kỳ vậy ta, mình đâu có kịp nói gì đâu, mà kêu chị này là chị Vi giết chết. Mình đã cố gắng làm đúng rồi mà ta. Chị Sen ơi, cái trời ơi, không có cái gì hết. Không, chị đưa ra cho em coi. Trời ơi, cái đầm này là cái đầm mà chị Vi thích nhất luôn đó. Thích nhất luôn ha. Em nói thiệt. Trời ơi, cái gì vậy Đạo? Chị Sen, chị coi nè, chị giết em luôn đi. Ủa sao hồi mơ đầu bỏ vô màu trắng mà bây giờ màu hột gà rồi. Cái đôi giày em cắn răng cắn lợi em mua rồi giờ chị làm vậy đó hả? Chị đâu có biết, em chị xài cái máy giặt là bò hết đồ vô, rồi bấm cái nút này, rồi hai cái nút dưới, rồi để cho nó tự giặt rồi tắt máy rồi chị mới lấy ra mà. Nhưng mà chị phải phân loại ra chứ, đồ màu ra đồ màu, còn đồ trắng ra đồ trắng, chị làm cái gì vậy? Chị đòi cho em đi, em biết đâu. Sao cái cục đó em không nồi với chị đâu có biết. Sếp ơi, sếp ơi sếp, em xin lỗi mà thật sự là gia đình em có chuyện thiệt, sếp thông cảm giùm em đi. Không có, em có xin phép anh Sáu với mấy anh chị trong cuộc họp rồi. Dạ, thì đâu có ngờ anh Sáu anh khó chịu với em vậy. Dạ sếp, dạ không sếp ơi, không phải ý là... Làm gì vậy? Em có làm gì đâu. Làm gì bụng bự vậy? Em ăn no thôi. Khỏi giấu. Em coi dâu gì đâu. Đưa đây cho tôi. Đừng coi chị ơi, bụng bự không cho coi được. Đưa chị ơi coi. Chị ơi em bỏ ra. Chị ơi, em không có cố ý đâu. Em đã cố gắng làm đúng như lời chị Hương dần rồi, mà sao nó dần bị hư. Em không có biết. Ôi là trời, cái đầm tôi thích nhất mà ra như vậy đó hả? Chị Vi, chị coi nè, cái đồ vậy em thích nhất mà chị cũng làm ra như vậy nữa, quá đáng thiệt luôn á. Chị không có cố ý, chị đã cố gắng làm đúng như lời Hương dần rồi, nhưng mà tại sao chị cũng không biết nó hư nữa. Mọi người đừng có hiểu lầm chị, chị coi nhớ mà, nhận cái gì là chị nhớ cái đó mà. Cũng tại hai đứa không à, ở nhà làm gì, sao không phụ chị Sen? Mình lớn rồi, lúc nào cũng để người ta hầu hạ vậy hết hả? Thiệt á, tôi sắp bị đuổi việc tới nơi rồi nè, cho mấy người vừa lòng. Chị Vi, chị đừng có chửi hai đứa nó, lỗi là của em hết đó. Lần này là em sai rồi, nhưng mà em hứa lần sau em sẽ cố gắng, em sẽ luôn luôn cố gắng. Chị dạy em nha chị, chị đừng có đuổi em, tội nghiệp em. Chị ơi, chị đừng có đuổi em mà chị, em xin chị luôn đó. Em muốn làm một ô xin chuyên nghiệp, em hứa em sẽ làm được. Chị đừng có đuổi em nha chị, em xin chị mà. Ấy ấy, ấy ơi cho chị vài ngàn sáng ấy ơi, cho chị vài ngàn ấy ơi, ấy ơi, trời ơi, lại ông đi qua, lại bà đi lại, cho tôi vài ngàn lẻ ăn sáng đi. Nàng ơi, sao nàng ra nông nổi như vậy hả nàng? Hả? Thôi, dẹp đi cha. Đổ ai đây? Cái địa bàn này của tôi nha. Giỡn mặt hả? Hết nhép còn mày đặt đứng là diễn hả? Dẹp không? Đi ra. Đứng hộ tôi đổ cái loại ông bây giờ đó. Đi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại.
tình với gia tông một chuyện tình cay đắng. Lúc Di ở chung cư, Di vẫn thường mộng mơ nên chép thành bài thơ. Thuở ấy tóc tùng lưa thưa lắm, say đắm bên Di, Di như bông hoa ngàn, yêu thương vô vàn. Quyền thề non nước sẽ không hề lìa ta. Tùng ơi, mai anh ra Đà Nẵng công tác, biết khi nào anh quay trở lại? Sao gặp hoài vậy trời? Gì mà ám tôi hoài vậy? Tôi đi tu rồi mà cũng không tha nữa. Làm ơn đi ra chỗ khác thì đừng có dập dìu trước mặt tôi nữa. Đi, đi, đi nha, không có kiếm tôi nữa nha. Đi ơi, thiện tai. Trời ơi, may quá. Nãy giờ nằm mơ hay à, mới trục trặc công việc có mấy ngày thôi mà sao ám ảnh quá vậy nè. Hay là gọi điện báo cho anh Tùng biết ta. Không được, ổng đang đi công tác, gọi điện cho ổng mất công ổng lo nữa. Ây da, cứ để tình trạng này hoài rồi tiền đâu mà lo cho mấy đứa nhỏ ở đây. Tiền điện, tiền nước, tiền tiêu giặt. Trời ơi, ây da, ôi trời, còn tiền mướn oxin nữa chứ. Mình phải giải quyết các tiền lặt vặt phát sinh từ trong ngôi nhà này, bắt đầu từ bà oxin từ trên trời rơi xuống. Sao chị Vi? Ủa cái gì vậy? Hết hôn. Cô làm gì vậy? Kêu chị Dây. Gì? Thấy chị ngu kêu chị Dây. Kêu tôi vậy làm gì? Cho vui nhà vui cưa. Cô mắc cười quá. Nhà con mấy người mà nằm ngu quay như xác chết vậy. Em nói nghe nè, Dây đi, muốn ăn món gì nói em nấu. Gì vậy chị? Gì mà cái môi chị như miếng thịt bò vậy chị? Phải hơi sen của tôi không vậy? Em đấy, chính chị là người đào tạo em mà. Chị đã tạo ra một ô xin chuyên nghiệp hơi sen. Trong cái nghề ô xin này em là gọi là có bằng cấp. Mà bằng cấp của em là phải đẳng cấp quốc tế. Thôi trễ rồi. Ủa sao chê vậy chị? Thật ra là tôi có điều muốn nói với cô. À chị định đùa việc em hả? Cái ý định của chị là điều không thể. Sao không thể? Bởi vì em biết chị đào tạo ra một ô xin chuyên nghiệp như vậy, bây giờ em dòi gian thao giạc tất cả mọi cái công việc gì trong nhà này là em bao hết. Một tay bên đây, một chân bên đây, một chân bên đây và tâm thân bé nhỏ này làm hết, thì làm sao mà chị đùi em được, phải không chị? Chị ơi, mình đang nói chuyện mình im vậy là kỳ lắm. Ý tôi muốn nói là cái vấn đề trong nhà cửa này. Dạ. Cô đã dọn dẹp chị hết. Em đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Tất cả mọi thứ luôn, chị nhìn đi. Bộ ấm trà em còn dẹp mà. Em không có để ở đây bởi vì nó đã cù rồi, nó đã dơ rồi, mình phải đem đi rửa. Còn tất cả mọi thứ, quần áo, đồ đạc, sắp xếp gọn gàng, dọn dẹp bếp núc, nấu cơm, nấu nước em làm hết rồi chị. Chị coi nè, em có thể quẹt và chạm vào da em bất cứ lúc nào. Sạch bông kim kít. Kim kít, kim, kim kít. Chừng nào mà ngày mai chị thấy da em dị ứng là chị biết nó dơ. Nhưng mà không, da em sẽ không dị ứng. Thôi, cô bớt đi. Dạ. Cái tôi muốn nói là cái cây xanh. Cây cồi trong nhà này, từ bông hoa ngon cỏ là cây. Em làm hết rồi chị. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy em lên rừng. Không, em không lên rừng. Em ở lại ngôi nhà này, một mình em.
em thức trước ông mặt trời luôn chị. Em là người kêu ông mặt trời dậy, chị tin em không? Em là người kêu. Kêu sao? Kêu sao? Ơ, dậy ông mặt trời. Ông thức dậy, ông chiều ánh sáng le lói xuống nhân loại. Là lúc đó em cầm một ca nước, cầm một thùng phân, em ra em vừa tưới phân, tưới nước, bọn phân, tưới nước. Bây giờ cái cây trong nhà mình nó xanh sạch hơn cái cây trên rừng em nữa đó chị. Ủa cô mắc cười quá. Cô làm hết trơn vậy rồi còn cái gì cô chưa làm nữa. Mai ơi đừng chờ, sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta cùng bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi che chở. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xa. Mai ơi đừng chờ, sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta cùng bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi che chở.